Hi, chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam cũng đứng tại miếng vườn sầu riêng ở Hậu Giang. Thì đây là một trong những vườn sầu riêng mà cũng gọi là nôm na là xài phân bón hữu cơ bên Nam, là hữu cơ vi sinh 007 với Bumat Sa Băng. Thì quý bà con nông dân mình thấy là cái màu lá nó rất là xanh, cây sầu riêng nó xanh. Cái thứ hai nữa thì khi mà xài hữu cơ vi sinh 007 với Bumat Sa Băng thì cây của chúng ta nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là thối rễ trên cái cây sầu riêng. Tại vì trong cái hữu cơ vi sinh 007 thì nó có những cái chủng vi sinh nó cho cái cây của chúng ta. Đó, đây mình cắt bỏ luôn cái nhánh này luôn. Tại sao? Tại vì khi mà cái cây sầu riêng á, mà bây giờ như quý con công dân mình thấy nè, nó xà nó không có độ thoáng ở trong cái gốc của chúng ta, thì Nam sẽ làm sao? Nam sẽ dọn cho nó sạch sẽ. Nam sẽ dọn cho nó sạch sẽ và cái tầng dưới này nè đó, để cho nó thoáng được cái dàn chân, cắt tỉa đi, bỏ đi. Như chẳng hạn đây là cái gốc sầu riêng 3 năm thì ngày hôm nay được như thế này. Thì nói chung là Nam cũng hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con nông dân nhà vườn của chúng ta xuyên suốt để giúp cho cái cây của chúng ta nó phát triển đều. Cái thứ hai nữa là cây nó sẽ đủ lực hơn đó, để sau này chúng ta sẽ làm bông làm trái. Đây thì hổm rày thì nói chung là đi vườn sầu riêng trong phong điền thì cũng khá là nhiều. Thì chung là ở phong điền thì vườn sầu riêng nói chung là cũng đang xài sản phẩm của bên Nam rất là nhiều. Như chẳng hạn là xô, cái xô ga rễ á, cái xô giọt đọt nè, cái xô giọt đọt ga rễ sầu riêng á, thì ở nhà vườn ở phong điền đang xài Nam rất là nhiều. Nói chung là bà con nông dân đánh giá là xài rất là đạt trên cái xô sầu riêng của bên Nam. Là cái xô đó là chuyên để tứ kích rễ á đó. Thì quý bà con nông dân mình thấy nè, thấy chưa, cắt tỉa cái là thoáng liền, thoáng được cái dàn chân ở dưới á đó. Còn ở trên nè, bộ lá nè, đây. Tại sao? Tại vì Nam đang gọi là Nam đang quay phim, rồi cũng đang quay, rồi cũng đang cắt tỉa cành, nhiều khi cái màn hình nó lắc á, mong mọi người thông cảm giùm cho Nam. Tại vì khi mà đi làm thì không có ai đi theo quay phim cho Nam. Đây. Chung là sầu riêng thì tới cái tuổi trong đây á, thì tuổi này á là cái tuổi gọi là nó cũng gọi là chuẩn bị đẻ rồi. Sầu riêng nó chuẩn bị đẻ là coi như nó 3 năm rồi. Thì chăm sóc kỹ kỹ chút nữa là khoảng 4 năm là quất rồi. 4 năm là bắt đầu mình sẽ để trái chiến. À, thì để trái chiến á, thì nói chung á, là Nam sẽ để không có nhiều cho quý con nông dân của mình. Một cây như thế này thì Nam để tầm khoảng từ 30 trái. Để cho cái 30 trái thôi, chứ không có nhiều đâu. Tại vì cây nó cây tơ, mình để nhiều quá nó mất sức cái cây đó. Cái thứ hai nữa là cây mình để, ví dụ như mình để cũng cân đối thôi, cân đối dựa vào cái cây, dựa vào cái sức cây mà chúng ta để trái. Còn như chẳng này, giai đoạn này bắt đầu là Nam sẽ tiến hành là gì, cho rễ phân. Ngày hôm nay vô thì Nam xem để coi thử tình hình cây như thế nào. Thì giai đoạn này bắt đầu là Nam tiến hành Nam gãy phân rồi nè, để rước cái cơ tiếp theo cho cái sầu riêng nữa. Thì đối với trường hợp như cây này 3 năm thì Nam sẽ cộng cái công thức là 5 bao 007 cộng với 1 bao Bumat Sa Băng, trộn đều lại nhau, cộng thêm hàng 20-20-15, trộn đều lại nhau luôn. Bắt đầu Nam gãy một gốc này khoảng 3 kg, tại vì cây này tuổi thọ nó là 3 năm thì Nam sẽ gãy một gốc này khoảng 3 kg. Gãy xong rồi khoảng 4 ngày sau thì Nam sẽ cho tứ cái dòng xô, đó là xô ga rễ giọt đọt sầu riêng. Ga rễ giọt đọt sầu riêng bắt đầu Nam sẽ tứ ở dưới gốc nè, để kích thích cái bộ rễ màng cho nó ra. Rồi cái tiếp theo nữa là ở trên đọt, thì khi mà thấy nó hé cái lưỡi giáo ra đó, hé cái lưỡi giáo ra thì bắt đầu là tiến hành chúng ta sẽ phun thuốc rầy và dưỡng đọt cho cái sầu riêng. Thuốc rầy thì rầy xanh. Thì gầy xanh thì quý con nông dân mình biết rồi, hiện tại giờ trên thị trường nó rất là nhiều dòng gầy xanh, nhưng mà nhiều khi á, thì xịt phải đúng loại thuốc dùng cho Nam để cho nó hiệu quả cao trên cái vườn sầu riêng của mình.
đó. Thì cộng thêm một số dưỡng chất nữa thôi, như giọt đọt sầu riêng Amino Combi 79 cộng vô để hỗ trợ thêm, để cho cái sầu lá sầu riêng của chúng ta nó được bóng, nó dày hơn, nó bự. À, đây sầu riêng nè, cầm cái gì quá trời luôn, cái dàn sầu riêng mà nó âm tầm nè, là cái con nông dân mình coi nè, âm tầm hết trơn. Cắt gọn gọn chút đi, đâu sao đâu, đâu mất sức đâu. Gì đâu mà đẩy tầm quá. Để gì mà nặng thêm cái nhánh mình nữa chứ gì hết. Nó gặp gặp quá, nó gặm kiểu này á, thứ nhất á, nấm bệnh nè, sâu nè, nó gầy nè, nó chú ngụ trong đây đó, thay vì vậy đi tỉa, đi tỉa bỏ bớt đi cho nó chống chảy với cây. Ôi ôi. Tỉa cái cây cái là nhìn nó đẹp, cái cây lại liền. Không thấy cái cây rồi. Phóng cây này chứ. Mình cứ mạnh dạn mình cắt tỉa đi. Chứ cây sầu riêng này nè, quý bà con nông dân mình á, mình không tỉa nó thùm lum á, sâu gầy này nọ trong trống, nó đánh còn hư cây mình thêm nữa. Mình tỉa vậy đó mà cái giống trái mình sau này nó bự, thứ hai nữa ánh nắng mặt trời nó táp vô được trong cái thân của cây sầu riêng mình nè, cây mình nó khỏe lắm. Mình đừng có sợ. Phóng cái cây này thấy chưa? Còn mấy cái nhánh mà đây nè, xà xuống đất nè. Mấy cái nhánh mà xà xà xuống đất này nè, cắt bỏ hết. Đừng có cho nó xà xuống đất. Nè, quý bà con nông dân mình quay quay camera xuống ngay gốc là gì? Quý bà con nông dân mình coi nè, nó thóng cái gốc liền thấy chưa? Nè. Đó. Chứ để làm chi mà nó gặm gạp quá, rồi sâu gầy này nó nằm ở trong, nó gây hại thêm cho cây mình. Cái tiếp theo đó là cái ánh nắng mặt trời nó sao không có táp được trong cái thân, thì cái cây sầu riêng của mình nhiều khi nó bị nấm nè, nấm gông này nó tấn công. Còn nãy ví dụ mình cắt tỉa cho thông thoáng gì, ánh nắng mặt trời nó táp vô được cái thân vậy đó, là cây cái da của cái cây của mình đó nó mau phát triển lắm. Ủa, nhánh nào ra nhánh ấy chưa? Rồi vô.